Hiện nay ăn uống linh tinh quá, bây giờ tay nó run. Thì chỉ còn cái ổi này thấy quay ngay mới được. Ổi nhìn bên ngoài rất là bẩn các bác nhé, bẩn thôi nhưng mà bệ đây. Ổi tàu quá, tàu. May trên mạng được thích một cái ổi của các bác ấy quá, nhưng mà nó hơi nhiều tiền nên tôi không chiến được. Đấy, thì bây giờ là đấy, gặp cái cây ổi này nhưng mà chắc không mua đâu, xem thôi. Dễ từ cái hồi xa xưa rồi. Quẩn quanh ở đây này. Đấy, quanh đây rồi thì thân nó rêu mốc xanh này, mốc xanh này. Đấy, nó là thác đổ. Ổi tàu thác đổ. Đi từ đường gốc lên đây. Nhất là bệ cây thì bé bằng, to hơn nó bằng hai ngón tay cái thôi, nhưng có bệ rất già. Chia tay chi cũng hợp lý. Tất nhiên là đường lắc lượn của nó thì nó bình thường, nó không có gì về nó. Nó là một đường đơn điệu này nhưng mà nó khá ok. Đấy, vì nó cái độ già của nó. Đấy, thì giật ngọn lên cũng hợp lý. Giật ngọn lên cũng hợp lý. Chia tay tán khá là đầy đủ. Chia tay tán khá đầy đủ. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 rất nhiều tầng. Cái ngọn này thì đang bị kiểu bị già quá, bị vào dây thô bạo. Đấy, nó bị xỉn ấy. Thì mà chăm không cẩn thận là bị lụi với ngọn này. Lụi với ngọn. Đấy. Người ta mới cắt thôi các bác. Nhìn này. Mới cắt. Cái độ già của nó, nhìn vào da của nó. Cái này về muốn chơi nó hay quá, bắt về bắt đánh bóng cái thân xong rồi. Chơi rất là đẹp, đỏ thân. Thiếu một cái tay bên này. Đó. Đang bị lệch. Đấy, thiếu một cái tay ở kia. Lệch. Có vẻ hơi yếu đuối. Hơi yếu cây. Bị mất chi ở đây, mất cái chi ở đây. Tiếp. Khá đáng tiếc. Xanh quê. Đấy, xanh quê. Vừa mới rút răm. Ôm hòn đá rất là ghê gớm. Phi lao hay còn gọi là dương liễu này. Nào.
xanh vắng làng này, đình vắng làng này kinh, rộng quá. Đây bác nhìn, rộng quá không xem được. Rất nhiều xanh. À, hôm trước tưởng các bác lấy cây này đó, không phải không lấy, chắc lại không lấy. Lấy mãi nói chuyện mãi cây này không lấy. Xiêm đá. Đây con linh sam mới được, giá rẻ. Mấy trăm triệu đúng không? Mấy trăm thôi, dưới 1 triệu, này dưới 1 triệu. Vừa bảo cái kia, cái này nó bé hơn, dưới 1 triệu. Đây có con đa búp đỏ. Chỗ này cây nó vào cái đợt cũng khoảng tí cứ giống nhau. Cần thân cây đẹp lâu lắm chưa thấy bán được, cây lâu lắm chưa thấy bán được. Rất mạnh, được rồi. Cái này 8 triệu hay là mấy triệu này mình chạy mất điện. Mấy triệu chạy một xem. Tầm 3 củ, 5 củ bao là quá rồi, 3 củ thôi. Để đây không hợp lý. Cái gân miền Nam. Chiếc um tùm này tỉa rồi đây, nhìn thấy đường lỗ đây. Đó. Chắc hôm trước có gửi ảnh cho một cái bác còn hỏi hộ cây này, nhưng mà bác chê đất không biết, không nhìn thấy tán. Hôm nay thì cắt đi rồi, nhìn lộ cái chỗ lúa đi. Đây. Những cái đùm lũ nó chạy thắt thân. À.
Tất nhiên mình mua là mình sẽ không cho phép cắt, mình sẽ về tự cắt. Cắt này rồi là đẹp mấy này, khó mà gặp mình mua. Lão dừng rồi đây, rất nhiều tùng lá hán này, đôi tùng xà nhiều quá. Nói chung là cũng chưa thấy cây nào nó điểm nhấn, mỗi cái ổi thích thích thôi mà nó bị lệch. Chơi cái tay xanh này là hay.